Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Ca đây. Và hôm nay mình chỉ có một cái thông báo mới cho các bạn. Và đây sẽ là một cái thông báo quan trọng nha. Thì kênh của mình thì mình đã làm từ hồi năm 2018, đầu năm tháng 1 ấy. Thì lúc đó đã trôi qua để gần được 3 năm rồi. Thì một kênh mình đã được 274 người đăng ký. Và hồi xưa ấy, mình cũng có quay những video, mình chỉ quay mục đích vừa game thôi, nhưng bây giờ mình quay vừa học hoặc là game. Thì đây là những video cũ hồi xưa của mình, có những cái kỷ niệm video hồi xưa của mình ở trong này, và mình đã làm từ rất lâu rồi. Nhưng mà chừng lúc nào xong cỡ hơn 2 năm ấy, xong cỡ hơn 2 năm là mình cũng bắt đầu vậy lập tiếng rồi. Và lúc đó ấy, quay sao đây, đầu năm 2020, cuối năm 2019 thì mình quay video vô Strat lập trên được. Nên giờ ấy, giờ mình cũng không quay game nữa. Mình cũng có rất là nhiều người cũng đang mong cho mình quay game. Nên ấy, giờ mình để viết tình sẵn thôi. Thì đó chính là mình sẽ đỡ hết tất cả, nên sẽ đỡ những video game mới nhất của mình về máy bên kia nha. Vậy mình sẽ đưa hết về trong lúc đó kênh mới của mình đấy. Thì mình mới làm ra và sẽ có những video game mới của mình, cho mình chỉ không lấy mấy video cũ đâu. Thì đây qua mình sẽ chuyển video Minecraft này, xin tô máy qua bên đây. Và đây sẽ là kênh của mình đấy. Thì kênh của mình tên là Kỳ Anh Gaming, và các bạn nhớ nhấn subscribe kênh này và nhấn nút chuông thông báo đặt ô đây. Và còn một điều nữa thì mình không định chuyển hết video xem về kênh mới này, mà là mình định tách nó thành hai kênh luôn. Kênh này là quay đập chân, kênh này là quay video game. Nên này các bạn phải nhớ về một kênh này nha. Thì mình sẽ đỡ link kênh ở dưới mô tả nha. Rồi, vậy xin chào các bạn và bye bye nha. Bye.